Xin chào các bác. Hôm nay là nhà bà Vững và mình chơi phim. Ngày mai đến chợ nhưng ngày mai bận rồi, ngày mai bận đi làm không ra được thì tranh thủ hôm nay ra quay, nhưng mà bà Vững mà ốm quá thì kìa. Nằm nghỉ làm việc kìa. Đấy, thì nữa mà cây nào thích thì hỏi giá sau. Bây giờ quay phim đã. Chưa thấy cây gì mới. Cây cần thang này gốc ngô ngọn chỉ đây. Lâu rồi mà to mê quá. Được bảo 20 này là 18 là 20 triệu cái này. Đấy. Đấy, kinh chưa? Một ngày nó ăn nảy lộc đâm chồi rồi. Đấy. Nào mà chưa biết thì xem nhé. Cao độ 1,5 m. Rồi. Đây có mới thấy một cái đôi me này, cái me này quá nhỉ. Đây. Rồi này, tí nữa hỏi một cái bà trông thuê trong ngõ xem trong gần xem là bao nhiêu tiền. Đôi này thì hơi to, chắc nhiều tiền đấy. Đôi này cũng to. Đây còn con thứ nhất đây. Cái me mùa các bác mà vừa mới cắt xong thì lá nhìn nó thích lắm. Đấy. Mai các bác nào cố gắng ra chợ nhé, có khi là mùa này là nhiều hàng đẹp. Trước em dạ thích mấy cây nhưng mà cũng chỉ mua một cây thôi. Đấy là cây mai trực hoành một đôi. Cây mà thay chậu giống nhau thì nó là một đôi khá là ổn. Đây một cây này rất là lùn nha các bác, rất là lùn, không có vết cắt to đâu. Đây, ngày xưa có một cái cắt chuyển đây này. Lá me thì nhìn hấp dẫn lắm, cảm giác muốn ăn đấy. Bên này thì là tán tự nhiên luôn, chỉ bẻ tay cành rất là lùn. Ngày xưa cái bệ này là cuộn trong cái chậu cũ này, bây giờ lại mới nó ra để nổi cái củ lên. Đấy thì là cây me thứ nhất này, cao độ 60-70 rất là già. Đây cái thân của nó các bác nhìn tay của em. Đấy. Bà ấy đang mệt đang ngủ chẳng muốn hỏi nhiều, tí nữa hỏi bà nếu thích cây nào hỏi cho bà ủng hộ và tham khảo, giá thì tham khảo. Chúng nó cũng sơ bộ nó như thế thôi. Đây cây này thì nó hoành tráng hơn một chút, nó tầm cao to hơn một chút thôi. Form dáng như vậy như thế. Lá mới xanh nhất, đủ lá mới bay. Đây nó khó đi quá, đi rút vào đây nó cứ chạm vào những cây khác, rất vướng, vào quay rất khó. Đôi cái me. Cái mặt chỗ này. Đây. Đó. Đấy, cái này thì về thân cốt thì cái củ thì ổn hơn. Vì nó nhiều bệ dễ hơn, ngắn hơn. Nhưng mà về thân chuyển đấy thì lại không được bằng cây kia. Còn tay cây thì già lắm. Đây là cây me. Các cụ ở đây cũng có bón đấy. Có bón lân xanh. Đây, bệ dễ cái này đây. Con này thì cao hơn con kia tí, con này khoảng 65 phân, 65 70 phân. Rồi đây. Đây là những cây băm đá lêu nghêu này. Cái này thì hàng rất rẻ. Hàng giá rẻ. Đây những hàng giá rẻ các bác là chơi vui vui thì không phải thợ chơi vui vui thì ra lấy. Giá rẻ lắm.
góc nhìn Mai Chi Thủy là chung này. Mai Chi Thủy là làng lớn, làng lớn. Thường, mùa thường. Hoa tươi mát. Đôi mẹ này bao tiền đấy? Đôi mẹ này bao tiền cô nhỉ? Đôi mẹ giống giống nhau này. Cây đứng này á? Cả đôi ấy. Cây này đấy. 8 triệu một cây. 8 triệu một cây. 16 triệu một đôi. Đó. Không được. Giá bán đi nhá, không dám nói thật. Biết rồi, nghe là biết rồi. 8 triệu một cây không nói nhiều nha. Tiếp cây này hoa thơm thế, bao tiền cây này này? Thơm quá. Cái này nhiều tiền không? Đẹp mà. Bao tiền cái này? Linh bao tiền cái này? 15 triệu. Thơm nhỉ? Để này để vào nhà người thì thơm quá, không thì chịu được. Tầm 12-13 thì được. 23 triệu. Mà biết thôi chứ mình không chơi cây này. 23 triệu. Đang mùa hoa mai thơm quá. Nhìn này. Lá chung này. Là lớn này. Mai là lớn. Nhiều người lại thích cái dòng là lớn rồi. Mai. Trong này có cái gì không? Không có cái gì. Đấy, xanh này. Này các bà ấy che chắn được cái này đỡ bị cháy cây. Mát. Mái che rồi. Đi vào. Đó, đôi này. Đôi. Cái đôi tùng ở đây bán rồi đúng không ạ? Đấy, hôm ông có hỏi, ông vào hỏi, ông mua. Ông hỏi, ông ra tận nơi đấy. 90 triệu, bán lòng. Đấy, cái ông ấy triệu. Thế mà vào vững trả ý kiến gì mình. Ai biết được cơ khách của mày. Tức là người xem người ta hỏi địa chỉ đến đây. Không biết. Cái cháu thì khách khứa gì? Cái xanh này bao tiền đấy các bạn? Đâu? Đây. 50 triệu. Đấy, quay cho bà ấy, người ta tự mò đến 50, nơi. 50. Quả này. Quả này đem ngâm rượu được đấy. Chát chát này. Chát. Dài đấy. Mình không thích rồi. Đấy. Cây bên này chắc cũng bấy nhiêu tiền nhỉ? Là cái to nhất. Thế còn cái nhỏ này? Chắc mấy triệu. Lưu mưu. Người ta cứ ra người ta mua người ta biết đâu người ta có giới thiệu là mình. Xem mình không biết. Ý là giúp được mà. Ý là giúp được mọi người bán được hàng rồi. Kết nối thì cũng vui rồi. Vì thế nó mới khuấy động thị trường. Người cần mua cây biết chỗ mua được cây mình thích. Vui rồi. Bây giờ thì đi vào khu vực bên trong này. Đấy, nhiều hàng mới phi lao này. Còn cái to thì Mai cũng là hán trong này. Mẫu đơn nhé, thật sự. Đấy. Để xem úi xời, mai vàng thơm nước mũi. Đấy, cái phi lao này nhiều tiền không đây? Bảo anh à,
mà xem quá. Phi lao là bao tiền đây? Phi lao á? 15. 15. 15 triệu. Cái dành dành nhỏ nhỏ này bao nhiêu nhỉ? 500. Không phải, cây... Cây tùng cái gì? Cây dành dành. Dành dành ở dưới á? 3 triệu.